Bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng châu ăn, đúng không bạn lúa? Cần phải hỏi, cây đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Nắng quá à bạn trâu ơi. Nắng chói chang cả mắt không thấy đường luôn. Trâu không được dụi mắt nha. Bởi vì á, cái dùng da ở dưới mắt như vậy rất là mỏng luôn. Mình mà hay dụi mắt, mình làm cho da bị căng như vậy á, thì rất là dễ xuất hiện các nếp nhăn. Đúng rồi á, lúa nhìn thấy da trâu bị nhăn ở dưới mắt á. Da của Nguyệt Ánh cũng có các nếp nhăn nè. Các em trông coi, chị có bị kém sắc lắm không? Ôi trời ơi, mắt của chị Nguyệt Ánh có bọng mắt và quầng thâm ở đây nè. Bộ chị Nguyệt Ánh thiếu ngủ dữ lắm hả? Áp lực công việc của Nguyệt Ánh nhiều lắm. Nguyệt Ánh phải thức khuya nè, rồi hả bị stress, căng thẳng, mệt mỏi, chưa kể là không ngủ được nữa, cho nên cảm thấy mất tự tin ghê gớm luôn. Em nghe nói da có nếp nhăn, nếm là dấu hiệu của da bị lão hóa đó. Vậy còn không mau đến nhà doctor khỏe nhờ giúp đỡ đi. Chị Nguyệt Ánh nhà trâu cứ ở đó than thở cho nắng ăn da hay sao á. Cảm ơn bạn lúa nhiều nha, mình đi đây. Ý trời, trâu đi nhanh vậy. Nghe đẹp là hả, đi liền bỏ bê bạn bè. Chờ chị Nguyệt Ánh với. Đó tôi khỏe ơi, mặt nạ sữa chua bí đỏ đã xong. Xin mời đó tôi khỏe nào. Còn đắp mặt nạ tới đâu là da mặt của đắp tôi khỏe à, cằn cơi đó. Đâu tôi khỏe ơi, cứu con với. Ta đây, đốc tôi khỏe đây. Bộ tối Nguyệt Ánh ngủ không được nên nhìn đâu cũng thấy ác mộng hả? Không ngủ được, nhan sắc tàn tạ luôn, cho nên bây giờ Nguyệt Ánh mới đến đây để cầu cứu đốc tôi khỏe nè. Đốc tôi khỏe ơi, giúp con, da mặt con nhăn nheo, nhăn tới con mắt luôn nè. Ánh nắng mặt trời khiến cho làn da trở nên thâm sạm, bỏng đỏ, xuất hiện các nếp nhăn. Da của Nguyệt Ánh và trâu bị lão quá sớm rồi nghe. Đốc tôi khỏe ơi, đốc tôi khỏe có bài thuốc nào mà có thể chăm sóc vùng da ở vùng mắt để cho bớt nếp nhăn? Đốc tôi khỏe hãy chia sẻ cho Nguyệt Ánh cùng với mọi người cùng biết đi. Đã có thực phẩm vàng, đây là lý do em có màu vàng. Wow, đúng rồi, mặt nạ vàng là nhờ bí đỏ đắp lên mắt. Wow, hay quá. Nhưng mà bí đỏ ơi, em có thành phần gì mà tốt như vậy? Em chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Trâu em có beta carotene, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, cải thiện làn da, làm chậm tiến trình lão hóa da. Lutein, zeaxanthin, vitamin E tăng khả năng phòng vệ da của bạn chống lại tia UV. Vitamin A, vitamin C và kẽm có tác dụng dưỡng ẩm, tăng đề kháng bảo vệ làn da khỏi tia tử ngoại. Nhưng mà cách gì mà làm cho bí đỏ giúp cho giảm các vết nhăn ở vùng mắt thì phải nhờ đến đó tôi khỏe chia sẻ cho Nguyễn Ánh cũng như là quý vị khán giả được biết rồi. Mặt nạ bí đỏ và sữa chua, trộn đều 3 muỗng bí đỏ nấu chín, nghiền nhuyễn với 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất và 1 muỗng sữa chua không đường tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đắp đều hỗn hợp lên mặt, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong. Vậy là bây giờ ha, bí đỏ xào, canh bí đỏ, rồi chè bí đỏ, quá trời món luôn, sẽ nằm trong danh sách thực đơn của Nguyệt Ánh. Lưu ý khi dùng em nè, không nên dùng khi đang bị rối loạn tiêu hóa, không nên ăn quá nhiều, không nên ăn bí đỏ quá 2 lần trong tuần, không nên ăn bí đỏ để lâu và quá già. Cảm ơn Dr. Khỏe và Bí Đỏ đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích. Còn bây giờ thì Nguyệt Ánh, Dr. Khỏe cùng các bạn trong khu vườn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.